làm rớt nạ a hi hi đồ chó. Ok, hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel mình. Dạ, và mình Lander. Dạ, hôm nay mình sẽ chơi một cái map. Đó chính là Brain Game. Và đây là Brain Game 1. Đó. Và nếu các bạn thấy hay thì 300 like mình sẽ làm đến cái Brain Game 2. Đó. Ở đây thì mình sẽ đọc nội dung sơ sơ. Made by cái thằng gì đó. Nick cũng là thằng gì đó, Instagram cũng là thằng gì đó. Rồi. Đây là mức dễ và có thể chơi ở phiên bản 0.15 trở lên. Và các bạn hãy nhớ kỹ cái thông tin này nhá. Đó, không sử dụng mod. Rồi, không đập những block không cho phép ở trong map. Và có gì thì hãy quay lại và nhắn tin cho cái thằng tạo ra map này. Và hãy và chúc các bạn vui vẻ khi chơi map này nhá. Đó, thằng này thì cũng khá là tốt đấy. Xung quanh đây thì mình nhận xét toàn xô thuốc, toàn cái xô thuốc độc ấy. Màu xanh xanh này mình đoán chắc là thuốc độc. Đó, đây là màn đầu tiên. Trong rương thì có cung với lại 64 mũi tên. Rồi, đây là cái gì đây? Nút thứ nhất, nút thứ hai và nút thứ ba. Button thì có nghĩa là nút nhá. Ok. Đó, bên ngoài thì Reaper này. Reaper này. Mình đoán chắc là nó sẽ bổ mình bắn vào mấy cái nút này. Mình đoán vậy. Shit. Đây đây đây. Ăn đi. Rồi, một nút. Hey, hai nút. Shit. Ấy. Ok. Rồi, màn thứ nhất quá là đơn giản luôn, mình giải trong một thời gian rất là ngắn. Màn thứ hai là gì đây? Bỏ item vào đây á. Ở đây có mấy cây mía, nước và gì nữa. Trong đây có một cái cuốc, lò có 64 than. Mình đoán chắc nó bắt mình khai thác sắt ấy. Rồi, bỏ đi nung. Cái gì đây? Oh, hello. Mày này, láo. Rồi, sao nữa? Mình không hiểu lắm. Nó bảo là bỏ item vào đây. Mình bỏ rồi nhưng mà chả có chuyện gì xảy ra. Nên mình chắc mình sẽ bỏ hết vào. Mày đúng không? Bỏ hết vào luôn. Ô đệt mấy con bò này. Bò này. Ốp chani này. Ốp chani này. Đây này. Vẫn chưa có gì cả. Mình đoán chắc mình cần phải bỏ thêm rất là nhiều. Mình xem nào. Ở đây thì vẫn dư này. Đờ mờ. Xin nhá. Xem nào. Đây thì nó sẽ cho chúng ta khá là nhiều item.
mình xem cái nào sẽ lấy được nhiều item nhất. Để mình ở đây cái này lấy được rất nhiều. Hàng rào sắt này. Bỏ đấy. Được chưa? Nào. Có xăm men. Lúa sao? À, mình đoán chắc là nó bảo mình nuôi một cái trang trại ở đây. Sau đó là mình sẽ phải giết hết đi. Mình đoán chắc cái màn này khá là lâu đấy. Nào. Rồi. Rồi, rất nhiều bò. Một. Đấy, ăn đi, ăn đi. Anh không thiếu, anh không thiếu. Đúng rồi, anh không thiếu. À, rất nhiều bò. Mày này. Bò này. Bò này. Mày này. Chết hết đi. Mày này. Bò trâu gì lắm thế. Chết vội đi. Sống làm gì cho trời đất. Mày này. Mày này. Mày này. Mày là bữa ấy. Leo lên đây làm gì? Mày nè. Mày nè. Mày nè. Chết chưa? Má sao bọn này nó đông vậy? Vào sao ta? What the fuck? Thế nào mà bây giờ nó vẫn chưa mở cửa ra nhỉ? Thôi làm tí vậy. Xem cái gì đây? Hiểu rồi. Đây là gì nữa? Trứng nè. Mình hiểu rồi. Yes. Yeah. Và sau khi mình đã bỏ hết tất cả các item của mình vào đây thì cuối cùng nó đã sáng. Nào, vẫn còn lấy được cái cung và lấy lại được một cái mũi tên. Đó. Yeah. Ok. Khá lâu đấy. Đây là gì? Rồi, đây là một cái rìu kim cương. Chắc là để chặt gỗ. Oh shit, quá rồi. Phải không? Mình đoán chắc là không được chặt vào trong kia. Nào. Cái gì đấy? Sao có cái tấm ở đây là thế nào nhỉ? Hiểu rồi, ok. Xin lỗi, mình chặt nhầm. Ok, và tiếp theo mình đoán bước này đó chính là tạo ra một cái mà thôi, mình không được phép nói sớm. Bàn chế tạo đi. Rồi, mình sẽ grab lấy một cái cuốc. Cái cuốc ấy nhầm. Chứ ai lấy đào cuốc bao giờ. Mình đoán thì chắc chắn nó vẫn như cái trước thôi. Vì mình thấy ở đây có một cái thiết bị. Ngoài ra thì nó không nói gì thêm. Nên mình đoán vậy. Quên. Xem nó có lấy thêm đá không nữa. Bao nhiêu đá đây?
Ok, là tổng cộng là 9 cục đá. 9 cục đá thì mình vẫn còn thiếu 10 cục này. Rồi. Rồi. 10 cục thì vẫn còn thiếu một cục nữa chứ nhỉ? What? Thế này sao đào được sắp giờ? À đúng rồi, đúng rồi. Thế quên cái bên kia. Không biết nó có cho lấy không nữa. Nhưng mà mình đọc luật thì không có cái gì liên quan đến cái vấn đề này. Nên thôi cứ lấy vậy. Mày này, mày này. Rồi. Khá là dễ dàng. Đó. À đây thấy vãi nồi. Mà thôi, lỡ đào ra rồi thì thôi trả. Này đó. Nó là thế nào mà nó lại giấu đi cái cục đá này, là mình không tìm thấy, bắt buộc phải lấy cái đồ bên kia thôi. Rồi bây giờ có cuốc thì đã muộn. Mình đã đào xong mẹ nó rồi. Nên thôi cái cuốc này thôi cho vào dĩ vãng vậy. Còn đây chắc là mình sẽ tạo ra tiếp một cái rương. Rồi. Lại để đây. Nhầm. Để rương chứ đờ mờ. Rồi. Rồi tiếp theo mình đoán chắc là mình phải xem nào. Biết ngay mà, cái loại này thì làm sao mà chơi được cái kiểu này chứ. Má nó. Để rương cái bỏ tí đồ cái xong luôn. Ok, map này quá đơn giản. Rồi. Xem nào. Cái này mình nghĩ chắc là khó đây. Xem nào. Rồi nó bảo là gì đây? Ô cái ở đây nó không có trống rỗng đâu á. Nào. What? Rỗng thế này mà nó dám bảo là không không trống rỗng gì cả. Vãi nồi thật. Rồi và ở đây thì có một cục than. Một cục than mình nghĩ chắc lại nung nung cái gì đây. Rồi gì nữa? Rương này xem có gì không? Không có gì. Và hai bức tranh này mình thấy nghi lắm. Chắc chắn nó sẽ có một cái cửa bí mật đằng sau đây. Xem nào. À. Nào. Mình đoán chắc chỗ này không có rồi. Chắc chắn bên này phải có. Ôi, đó. Biết ngay mà cái loại này thì gì đây? À, kích vào cái nút mình đoán vậy. Rồi. Nó cho ta một cái mũi tên lửa. Và mũi tên lửa này đều có 22 giây. Mình không rõ nó để làm gì cả. Chả nung được luôn. Mũi tên thì làm sao nung được nhỉ? Mình sẽ lấy lại cục than vậy. Xem nó có một cái ý nghĩa gì đâu không? Chả phản ứng gì. Mà các bạn nhìn xung quanh đi xem có cái gì nó nung nung được không nhỉ? Lạ thật. Cái này không nung được rồi. Biển báo linh tinh rương đồ cũng không thể nung được. Nó chỉ có thể làm đồ đốt thôi. Nên xem nào. Kệ sách không được. Cây xương rồng. À đúng rồi, cây xương rồng. Khi mà chúng ta nướng nướng cái xương rồng lên nó sẽ cho chúng ta màu xanh. Đúng rồi. Xem nào, đấy biết ngay. Lò bên này nhỉ.
Nào. Đó. Đấy, mình đoán không sai mà. Rồi. Ok. Chúng ta đã đến màn này rồi đấy. Mình đã đi rất là xa rồi. Còn cái gì đây? Thế giới vĩnh viễn đấy. Nghĩa là cái thế giới mà không có giới hạn đấy. Là nó đã bắt đầu được thêm. Từ lúc nào? What the fuck? Câu này biết chết liền. Mình chưa tìm hiểu về cái đấy bao giờ cả. Một là phiên bản Minecraft 0.9.0 hoặc là Minecraft 0.7.1. Và luật là phải đứng trên cái cát. Stay on the sand. Sand đúng rồi, sand có nghĩa là đứng trên cát. Rồi. Nghĩa là mình đoán chắc sai là rớt xuống đây này. Mình đoán chắc chắn là như vậy luôn. Ok. Nếu qua được màn này chắc mình thắng luôn ấy. Chắc vậy. Nào. Mình đoán chắc là phiên bản 0.9.0 rồi. Vì phiên bản cao hơn là nó hay có những cái mới hơn. Mình đoán vậy. Ê. Yes. Yeah. Woo. Thế mà thắng được đấy. Rồi mà mình không biết cái này nó sẽ như thế nào nhỉ. Rồi biết ngay. Con lạ gì ông nữa ông ơi. Rồi đây là cái gì? Gạt cái cần gạt trong một ít giây. Và xem số kinh nghiệm của bạn đó là thế nào. Rồi. Rồi, sau khi gạt thì mình lên đến tận level 15. Nhưng mà mình đoán chắc không phải như vậy. Vì lúc nãy mình giết một số con quái, một số con bò thì mình đã lên được vài level rồi. Và tổng cộng hiện tại là level 15. Không biết tiếp theo làm gì nhỉ? Đây dưới đây có một cái gì đen đen và mình đoán đây chắc chắn là cái hopper này. Đấy, không sai. Mình nói chắc chắn là chuẩn rồi. Màn này thì mình cũng chả biết gì luôn. Bạn hãy bỏ giấy vào trong đấy á. À, tôi là một cái cái gì đang đi á. Nói thật là mình không có thuộc tiếng Anh lắm. Và câu này mà hỏi này mình cũng chả biết là cái gì luôn. Vãi nồi nó đố người Việt Nam thì nó thì mình thấy đúng là khá là hài rồi đấy. Mình cũng không biết là gì nữa. Chả lẽ giờ lên tra Google. Sau màn này là chiến thắng rồi đấy. Mình cũng không biết là cái gì nhỉ. Ok, mình sẽ chụp cái bức ảnh này lại rồi lên Google dịch xem nghĩa của nó là cái gì. 2000 years later. Ok, và sau hàng tỷ năm, cuối cùng thì mình đã biết được câu trả lời rồi. Và đó chính là cái vạc. Đó, cái vạc nhá. Rồi, cái vạc thì nó được viết là Cauron. Nhưng mà do mình viết lỗi chính tả nên tí phải sửa lại đây này. Rồi. Từ này có nghĩa là tôi rất thích cái tôi thích cái chân. Và tôi được tạo ra ở xung quanh cái swap. Và cái swap đó chính là cái ở cuối kia kìa. Đó. Các bạn nhìn nhá. Mình sẽ đi thật nhanh. Rồi. Đây.
Rồi bây giờ mình sẽ đấy các bạn nhìn thấy cái mà đựng thuốc mà đầu video mình đã bảo đấy. Đó chính là cái vạc và nó ở xung quanh khu spawn. Đó mình các bạn thấy mình lý luận thế nào à? Không biết có ngu lắm không nhưng mà thôi kệ đi. Nào. Nào. Đúng rồi. Mình sẽ đổi tên lại cho nó đúng một tí. Và mình cũng chỉ có là tra Google thôi nhá. Tra Google để xem cái từ này có nghĩa là gì thôi. Và mình đã viết ra được đó chính là cái vạc. Cauron, Cauron gì đó. Rồi. Rồi lần này chắc chắn được. Thành công. Thành công. What? Sao nó không mở ra nhỉ? À hiểu rồi, mình nghĩ mình sẽ phải bỏ cả stack vào. Nào. Rồi bây giờ mình sẽ chờ đợi cái khoảnh khắc mà giành chiến thắng. Yeah. Woo. Rồi. Yes. Và cuối cùng mình đã chiến thắng rồi. Đó. Và cảm ơn các bạn đã chơi cái map Brain Game này. Và hãy check out ở cái bây giờ các bạn hãy thử cái map Brain Game 1 vì đây là Brain Game 2 mà. Đó. Và cái level 6 thì đã khóa. Đó, đây nó ở đằng sau này này. Mà thôi kệ đi. Vậy là mình đã win cái map này rồi nhá. Nếu bạn thích video của mình hãy like, share và subscribe kênh để có thể cập nhật được các video mới nhất và cũng như là để ủng hộ mình. Ok. Bye bye. Chầm lơ.